nằm phía tây nam của huyện Con Cuông. Bình Chuẩn từng được biết đến là xã 40, rồi 30, không điện, không đường, không trường, không trạm. Thế nhưng về Bình Chuẩn hôm nay, ta cảm nhận rõ bước chuyển mạnh mẽ của một vùng đất đang quyết tâm vượt khó vươn lên. Trong sự giao hòa của trời đất, cái giá rét dần được xua tan bởi những cành hoa đào khoe sắc trong tó núi Mường Chon. Niềm vui đón xuân mới càng trở nên rộn ràng hơn khi đời sống của người dân đang đổi thay từng ngày. Từng là bí thư đảng ủy xã Bình Chuẩn, những năm tháng khi xã nhà chưa có điện, không đường, không chợ, ông Kha Văn Thảo vui hơn ai hết trước những đổi thay của bản làng mình. Ông vui vì bà con đã có đường giao thông thuận tiện để đi lại, giờ có thêm chợ phiên hàng tháng. Ông càng vui hơn vì thế hệ lãnh đạo trẻ hôm nay của xã vừa biết lắng nghe, kế tục, nhưng cũng thật năng động, dám nghĩ, dám làm, với mong muốn xây dựng Bình Chuẩn ngày một phát triển bền vững. Nhìn thấy những cái đổi thay của Bình Chuẩn ngày hôm nay, và đặc biệt nhất là những cái phiên chợ, chợ phiên của Mường Chon đấy, thì nó là những cái, tôi cho rằng là những cái bước ngoặt để tạo cái bước đột phá trong cái bước phát triển đi lên của xã Bình Chuẩn. Mà vừa là có những là tạo điều kiện cho là cái sự hội nhập giao lưu giữa các vùng miền. Anh em là cứ đến ngày rồi là họ đến thăm hỏi giao lưu, rồi là hàng hóa, thì là sản xuất ra cái gì nó trở thành hàng hóa rồi. Giống như nhiều hộ dân khác ở bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn, trước đây gia đình chị Kha Thị Ngọc Hợi cuộc sống đói no, chỉ trông chờ mỗi năm 1-2 vụ nương rẫy. Những con khe, con suối chỉ là nơi để người dân cải thiện bữa ăn trong những buổi nông nhàn với vài ba mớ tép. Từ sự vận động và hướng dẫn của chính quyền, chị đã mạnh dạn phát triển sinh kế từ chăn nuôi vịt. Đàn vịt hàng ngàn con của gia đình chị hiện nay mỗi năm cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Mình là tận dụng là cũng là nguồn nước này, khó xáy lên là nước nhiều và sạch, là mình cứ thả đó là tự nhiên. Hồi trước là cũng nuôi ít, nhỏ lẻ, sau dần là mình kiếm được mối ra mình đầu tư dần là nuôi nhiều. Bây giờ là cũng đang tìm cái hướng đi phát triển về chăn nuôi. Bây giờ là phải gắn với cái trang trại để làm sao đó là phát triển được các cái hộ dân và gắn với các cái khu vực mà chúng tôi đang quy hoạch. Chon trong tiếng Thái cổ chính là chiếc khuyên tai nhỏ, nhưng với quan niệm của người già nơi đây, Mường Chon được hiểu vùng đất nhỏ có nhiều gian khó. Chúng tôi đến với Mường Chon vào những ngày cuối cùng của năm cũ, cái rét ngọt của miền xuôi nhưng nhạt dần theo vĩ độ của miền Trà Lân. Cái khó khăn thiếu thốn của vùng đất xưa đang được đổi thay bằng sự yên vui và no ấm trong chính cuộc sống mỗi ngày của mỗi gia đình. Mùa xuân như đến sớm hơn ở vùng đất này. Bên bếp lửa hồng, vợ chồng chị Lô Thị Hường ở bản Xiềng đang quây quần giàng thịt thông xôi, nướng cá, chuẩn bị cho gia đình đón xuân mới. Chị nói, bây giờ có thể mua được tất cả các thứ, nhưng mỗi dịp Tết đến, gia đình chị vẫn tự làm những món ăn truyền thống để vừa ấm cúng, vừa giữ gìn được văn hóa dân tộc mình. Mình cũng là người Thái cho nên là cũng phải lưu giữ cái phong tục tập quán cho đến bây giờ, để mà tế là gia đình thường sum vầy sum họp, có cái phong tục là ví dụ như là các chị em phụ nữ là theo vậy theo thua, hoặc là các ông bà các cụ là xuôi nhuôn chứ đó, là cũng là phong tục rồi là rất vui và giữ mãi đến bây giờ luôn. Đón xuân Tân Sửu này, bà con bản trên Mường Dưới của Bình Chuẩn còn có thêm niềm vui khi được đến với chợ phiên Mường Chon. Chợ phiên Mường Chon còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất
nâng cao đời sống nhân dân, phát huy tốt chức năng là nơi tiêu thụ sản phẩm cho sản xuất và cung ứng hàng hóa của nhân dân ba huyện Con Cuông, Quỳ Hợp và Tương Dương. Đây là một cái hướng đi mới nhằm để mà cho bà con là có cái chỗ giao lưu, trao đổi buôn bán hàng hóa, đồng thời cũng là để bà con thay đổi một cái nhận thức tập quán trong cái vấn đề để mà phát triển kinh tế về sau. Không chỉ đơn thuần là xuống chợ để trao đổi mua bán thông thương, mà đây cũng chính là điểm hẹn mùa xuân với không gian mang đậm tình bản Mường mộc mạc, với những nét văn hóa độc đáo rất riêng. Quỳnh Chuẩn với trên 90% là đồng bào Thái, nét đẹp độc đáo trong văn hóa phong tục của đồng bào Thái ở đây vẫn đang được lưu truyền và gìn giữ và tiếp tục phát triển. Nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, những hoạt động trong lao động sản xuất hàng ngày đã trở thành nét văn hóa dân gian đậm tính nghệ thuật, không thể thiếu trong đời sống của bà con nơi đây. Vừa rồi thì chúng tôi đã kiểm kê cái văn hóa phi vật thể như là trang phục này, rồi là nhà ở này, rồi là khắp Lâm Nhuân. Hiện tại chúng tôi đang xây dựng và hiện nay đã ra mắt được một cái câu lạc bộ dân ca Thái và hiện nay đang phát triển rất tốt. Chúng tôi cho đó là một cái điển hình là để mà phát triển rộng ra tất cả các cái thôn bản. Không chỉ đồng bào Thái ở Bình Chuẩn mà trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở miền Tây xứ Nghệ, Tết là dịp hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc, tạo được sự gắn kết giữa các thành viên trong mỗi gia đình, dòng họ và cả cộng đồng làng bản qua những lời ca, tiếng hát. Đến cái ngày Tết thì hay tổ chức để hát hò cái tiếng dân tộc này, để thấy có một cái lời để chúc nhau cái năm mới ở để mọi người mọi nhà là đều mạnh khỏe và làm ăn là phát đạt. Trong những kia dịp mà như là cưới hỏi hoặc là trong dịp lễ Tết đó là như giao lưu văn hóa văn nghệ, là mình không phá lần những kia nhạc cụ hiện đại mà mình ưu tiên cho cả kia nhạc cụ dân tộc như là hát khắp Lâm Nhuân và thổi sáo thổi kèn của dân tộc. Một mùa xuân nữa lại về, trên khắp các bản làng vùng cao xứ Nghệ, những cánh hoa đào hoa mận rung rinh khoe sắc trong gió núi. Tiếng cồng chiêng, tiếng khèn, điệu khắc rộn vang, hòa chung với gió ngàn, suối chảy, làm nên bản hòa ca tươi vui đón chào năm mới ở Mường Chon mùa xuân này. Sáng năm mới thì em cũng chúc cho các ông, các bà, rồi các anh chị, các cháu là cũng có một cái Tết xuân vầy nọ ấm, rồi là giữ mãi phong tục tập quán của quê dân tộc Thái. Cưới quam hoặc là toàn thể là bò mè, bà con, là lực lán, lực lái bán lán lái sầm, là khơ thết ma, bơ cả là dù đi mi hành. Dù thao sen pi, dù đi sen tuổi, là cứ sẽ là êm hồn. Và hư là ban mương là mẹ là dù thỉnh băng yên, là bỏ mi chuyển mi điều là. Khoi là chúc, tí mơ, hư bơ cả ê kì, hư là phá đạt. Là mẹ nà mất pí cao ốc, tí mơ. Thì mẹ nà bỏ mi lớn hơn, mẹ chúc hư là mọi hươn là mọi lực mọi lán là ốc năm mơ là bơ cả cứ hơ khoe sọc ăn lực hơ đầy chảy ăn lực hơ mi hơ là ngân cam lái lắng mà hậu khâu nằm lái lắng nghe hơ mi là ngô hơ tím pàng sai mi quai tím pàng nằm pàng tà chủ có mày mi sen bó chủ có lắc có to mi sen trượt
chú hùng buộc nằm mi mẹ quay non chú đón đến đón sai mi chú hoài bè cứ hên ngua quay xe liệm nằm tuyến tổ tương mương liền múc bơ khờ tuộc ở tỏ con pha liền má tỏ con hùm hơ mi cái tương xùm tương xó hủ hắn cứ mi phù quan phương ngào lục cái mẹ phạc nhắc con cái phù xón nhà hàng cứ mi mẹ bị quang hộp lực lái tô.